3 điều cần làm để Việt Nam thắng ở lượt về chung kết AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam đã ném đi cơ hội lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil, nhưng ở Mỹ Đình sẽ khác. Golden Dragon, biệt danh của đội tuyển Việt Nam mà báo chí châu Á gọi, rời Bukit Jalil với tỷ số 2-2, nghĩa là chúng ta đã có lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách. Giờ thì cả hai đội sẽ còn 90 phút ở sân Mỹ Đình vào ngày 15 tháng 12 này để quyết định ngôi vô địch. Dù đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà cũng cần tránh lặp lại kịch bản của lượt đi. Dưới đây là những điều mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý. 1. Siết chặt hàng thủ. Không đội bóng nào, trong đó có Malaysia, có thể xuyên thủng được hàng rào của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng khi họ dễ dàng lọt vào bán kết với 4 trận giữ sạch lưới. Thế nhưng trong 3 trận kể từ sau đó, tuyển Việt Nam để lọt lưới 4 bàn, trong đó có 2 bàn ở lượt đi chung kết trước Malaysia. Nếu giữ sạch lưới ở trận đấu này, chức vô địch sẽ nằm trong tay của đội bóng Bắc Hang Sơ. Liệu đó là vì sự chủ quan hay chỉ đơn giản các cầu thủ bắt đầu bộc lộ sự mệt mỏi do lượt thi đấu dày đặc? Dù lý do nào đi nữa, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cần siết chặt lại hàng thủ 3 người cho trận lượt về ở Mỹ Đình vào thứ Bảy này, nên nhớ rằng trong tình thế chẳng còn gì để mất, Malaysia sẽ buông hết sức mà đá. 2. Dứt điểm hiệu quả hơn. Khả năng dứt điểm là một điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, nhưng thật ngạc nhiên là chúng ta lại không thể hiện được điều đó nhiều hơn ở Bukit Jalil, mặc dù dẫn 2-0, các cầu thủ đối khách đã bỏ lỡ một số tình huống rõ ràng để quyết định trận chung kết ngay sau lượt đi. Một phần nguyên nhân là vì ông Park Hang-seo đã cho tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức nghỉ ngơi trước trận lượt về. Cầu thủ thay thế là Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ 2 tình huống, trong khi Phan Văn Đức là một. Hy vọng với sự trở lại của anh Đức, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bản năng ghi bàn hiệu quả hơn. 3. Đánh nhanh thắng nhanh. Với việc để Việt Nam ghi 2 bàn trên sân nhà, Malaysia sẽ phải chơi tấn công tại Mỹ Đình nếu họ muốn chiến thắng. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam có thể phá hỏng ý định đó của ông Chan Tan Hwee nếu ghi bàn sớm. Và nếu Malaysia chơi tấn công, họ rất dễ bị đội chủ nhà phản công. Vì sao đội tuyển Việt Nam không thể kết liễu Malaysia? Theo Fox Sports châu Á, đội tuyển Việt Nam phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn ở trận hòa Malaysia với tỷ số 2-2 vì không có Anh Đức. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã không chắc chiêu được cơ hội như chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận. Trong trận hòa ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Đức Chinh và Văn Đức đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rất ngon ăn để có thể kết liễu Malaysia. Theo Fox Sports châu Á, vì không có chân sút số 1 Nguyễn Anh Đức, tiền đạo mà các cầu thủ Malaysia đánh giá là đáng sợ nhất hàng công Việt Nam, nên đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phung phí nhiều cơ hội ghi bàn. Việt Nam phung phí cơ hội vì không có Anh Đức, huấn luyện viên Park Hang-seo lại có một thử nghiệm nhỏ ở trận chung kết lượt đi với Malaysia khi ông tung đội hình ra sân không có tiền đạo ngôi sao Nguyễn Anh Đức, hy sinh chiến binh kỳ cựu chân sút số 1 để bổ sung năng lượng cho hàng công trẻ trung với tuổi đời trung bình 21. Thử nghiệm của ông Park Hang-seo đã giúp Việt Nam chiếm thế thượng phong về mặt chiến thuật. Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức liên tục chạy và chiếm những khoảng trống, trong khi Nguyễn Quang Hải chơi lùi sâu hỗ trợ cho hai đồng đội trên hàng công, gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Thế nhưng, khi vượt qua các hậu vệ Malaysia, các tiền đạo trẻ của Việt Nam đã không đủ lạnh lùng và sắc bén để có thể khắc phục thủ môn đối phương. Đức Chinh và Văn Đức đã bỏ lỡ hai cơ hội lớn để có thể kết liễu đối thủ và Việt Nam bị Malaysia trừng phạt bằng 2 bàn thắng gỡ hòa, trích phân tích của Fox Sports châu Á. Nói về quyết định để Anh Đức ngồi trên ghế dự bị ở trận hòa 2-2 với Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông để Anh Đức dưỡng sức giúp tiền đạo 33 tuổi có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt về. Nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định Anh Đức sẽ đá ngay từ đầu trước Malaysia trong trận đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 15 tháng 12.
đội tuyển Việt Nam nhận mưa tin thưởng. Mặc dù bị cầm hòa ở trận chung kết lượt đi, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được hứa thưởng gần 2 tỷ đồng. Tuyển Việt Nam được hứa thưởng gần 2 tỷ đồng sau trận hòa Malaysia. Với trận hòa 2-2 trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo được hứa thưởng nóng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trước trận chung kết lượt đi, một doanh nghiệp viễn thông đã tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng nếu ghi bàn thắng trên sân khách. Phút thứ 22 của trận đấu, Huy Hùng có bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau pha chuyền bóng của Phan Văn Đức. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác hứa thưởng thêm cho các cầu thủ số tiền 800 triệu đồng. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng là 1,8 tỷ đồng. Đây là mức thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ trên sân khách. Tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn, có 2 bàn thắng dẫn trước do công của Huy Hùng và Đức Huy. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam đã không thể chiến thắng và chấp nhận kết quả hòa sau 90 phút thi đấu. Trước đó, với thành tích lọt vào trận chung kết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định thưởng thầy trò ông Park Hang-seo 1 tỷ đồng. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam được hứa thưởng tổng cộng là 3,1 tỷ đồng. Với việc có mặt trong trận chung kết, tuyển Việt Nam nhận được số tiền 100.000 USD từ ban tổ chức AFF Cup và trong trường hợp vô địch, số tiền sẽ là 300.000 USD. Trao đổi với phóng viên vào tối ngày 11 tháng 12, ông Đoàn Nguyên Đức mạnh mẽ khẳng định, dù không còn là phó chủ tịch phụ trách tài chính vận động tài trợ cho VFF, nhưng tôi vẫn sẽ trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến tận khi ông Park kết thúc hợp đồng hiện tại với VFF vào cuối năm 2019. Ông Đoàn Nguyên Đức chính là người đã thông qua các đối tác của mình phát hiện ra huấn luyện viên Park Hang-seo và giới thiệu với VFF. Trước khi ông Đức cùng những người làm chuyên môn tại VFF sang Hàn Quốc ký hợp đồng với huấn luyện viên này hồi cuối năm 2017. Đến gần đây, nhiều người mới tỏ tường không chỉ giới thiệu ông Park cho đội tuyển Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức còn kiêm luôn phần trả lương cho vị huấn luyện viên người Hàn Quốc mà không đụng đến nguồn tài chính của VFF. Cụ thể, mỗi tháng, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận 22.000 USD, hơn 500 triệu đồng, cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân cũng do Bầu Đức chi trả. Tổng cộng mỗi tháng, Bầu Đức chi khoảng 700 triệu đồng tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù không còn giữ cương vị phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, nhưng Bầu Đức khẳng định vẫn sẽ chi tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo đến tận khi ông Park kết thúc hợp đồng với VFF. Hiện tại, sau đại hội nhiệm kỳ 8 của VFF, hôm ngày 8 tháng 12 vừa qua, ông Bầu Đoàn Nguyên Đức không còn giữ cương vị phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF, cũng như ông không còn tham gia bất cứ vị trí nào của cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam. Trao đổi với Dân Trí, ông Đức cho biết vẫn sẽ trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo như bình thường, ít nhất là cho đến khi hợp đồng hiện tại của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc với VFF kết thúc vào cuối năm 2019. Bầu Đức nói, ban chấp hành VFF cũ hay mới thì bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng cần sự hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa, nên có nguồn trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo thì tốt chứ sao. Tôi vẫn trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo để VFF lo việc khác, dành tiền cho các việc khác, lo cho đội tuyển, lo cho công tác đào tạo trẻ, Bầu Đức nhấn mạnh. Điều đáng nói là, dù bề bộn công việc kinh doanh, nhưng Bầu Đức vẫn khẳng định vẫn luôn sẵn sàng trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Đức nói, hợp đồng hiện tại của ông Park với VFF kéo dài trong 2 năm, kết thúc vào khoảng cuối năm 2019, tôi vẫn sẽ tôn trọng hợp đồng đấy đến cùng. Còn chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo có muốn tăng lương hay không, tăng lương ra sao, hãy để hợp đồng hiện tại kết thúc, rồi các bên có liên quan bàn tiếp, vẫn là lời của ông Bầu nhiều tâm huyết Đoàn Nguyên Đức. Mất khoảng 17 tỷ đồng tiền dành để trả lương và trả thuế thu nhập cá nhân cho huấn luyện viên Park Hang-seo từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019, nhưng Bầu Đức hiếm khi nói về chuyện tiền nong, bởi theo ông Đức thì đã liên quan đến tiền thì càng nói càng mắc hay mắc vui. Đồng thời cũng theo ông Đức, ông không muốn nói về chuyện tiền nong bởi ngại huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ buồn. Ông Đức muốn ông Park toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn.